Thưa quý vị, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm câu lạc bộ Giải Góp Quảng Nam Sài Gòn tiến hành họp các công tác chuẩn bị để giải được diễn ra trong tuần tới. Đây là sự kiện lớn và lần đầu trong lĩnh vực góp của người Quảng Nam xa quê, hứa hẹn mang đến nhiều ý nghĩa cho tất cả những người tham gia, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa những người con Quảng Nam và đối tác bạn bè. Giải Góp câu lạc bộ Góp Quảng Nam Sài Gòn lần 1 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 21 tháng 10 năm 2022 tại sân Góp Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ban chủ nhiệm câu lạc bộ Góp Quảng Nam Sài Gòn, giải quy tụ 216 golfer là các hội viên Đức Quảng, doanh nhân và khách mời đặc biệt, thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 lỗ dựa trên handicap chính thức. Cơ cấu giải thưởng bao gồm Best Cross, nhất nhì ba tại mỗi bảng đấu A, B, C và bảng nữ, hai giải Longest Driver, hai giải Nearest to the Pin và bốn giải Mâm Xôi Vàng. Nói về golf là một cái môn chơi là nói chung là luôn luôn kết nối với nhau và là một cái sự đam mê. Cả nước thì hình như là tỉnh nào cũng có câu lạc bộ golf ở thành phố Hồ Chí Minh. Riêng câu lạc bộ thành Quảng Nam, golf Quảng Nam là khoảng 500 doanh nghiệp chơi golf nhưng mà chưa thành lập được câu lạc bộ. Đó là ý tưởng của tôi để tạo ra sân chơi, kéo anh em là để cùng nhau vừa chơi golf vừa là giao lưu kết nối để những người Quảng gặp, doanh nghiệp Quảng gặp với nhau. Giải đấu là sân chơi bổ ích và mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho các doanh nhân yêu thích golf. Bên cạnh đó, giải cũng là dịp để các doanh nhân Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp đối với cộng đồng, cùng chung tay trong hoạt động ươm mầm cho sinh viên còn gặp nhiều khó khăn trong học tập. Đi vào Sài Gòn, nếu mà học, các cháu nào mà có những cái gia đình mà không đủ trang trải kinh phí thì câu lạc bộ sẽ cho mượn cái tiền trong 5 năm học, hiện tại là 4 năm học tại Sài Gòn và chúng tôi hoàn toàn là không có lấy lại. Những cái tài năng đó sau khi các em ra trường, các em thành đạt, các em quay lại, các em sẽ góp quỹ vào câu lạc bộ để tiếp tục là hướng dẫn và cho cái đàn em phía sau. Các em mượn để các em tiếp tục cái con đường học vấn của mình. Còn riêng những trường hợp nào mà ở tỉnh nhà khó khăn, có danh sách là không thể đi học được, hoặc là đậu đại học mà không học được thì chúng tôi sẵn sàng cấp học bổng để cho các em tiếp tục con đường học vấn của các em. Theo tôi nghĩ những cái phương pháp này là mình phải xác định rất là rõ ràng, đặc biệt là mình phải xác định ở địa phương. Nếu như ở quê là ở xã, còn nếu ở địa phương đây phải xác định, xác minh là những người đó có thật sự phải như vậy không. Không bất cứ ở huyện nào mà người con ở Quảng Nam ở nơi đây mà gặp những hoàn cảnh khó khăn đó, chúng ta sẽ quay những quay clip và gặp trực tiếp người ta để chia sẻ những cái công việc và người ta khó khăn, bây giờ người ta cần giúp đỡ cái gì. Chẳng hạn một chiếc xe máy mà để đến trường hàng ngày đó cũng là, hoặc là một máy tính đến trường hàng ngày đó là một cái nguyện vọng của gia đình người ta mà người ta đang thiếu, đang khó khăn. Với mục đích chính ươm mầm tương lai Đức Quảng nhằm giúp các sinh viên thuận lợi trên đường tìm kiếm tri thức, trong thời gian tới, câu lạc bộ đang và sẽ thực hiện vận động nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng nguồn quỹ dồi dào hơn. Đồng hành giải đấu là các mạnh thường quân đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, người con Quảng Nam và bạn bè gần xa, cùng đóng góp tinh thần và vật chất để giải được thành công tốt đẹp.